Top 5 sản phẩm cần phải có khi skincare không thể bỏ qua. Công ty Bảo Xíu cùng video ngày hôm nay. Hello là Bảo Xíu đây. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh YouTube Bảo Xíu. Và những bạn đầu với kênh này Bảo Xíu, kênh fanpage Bảo Xíu và group cộng đồng chúng ta học. Hãy tham gia để đón nhận những buổi live stream miễn phí cho Bảo Xíu. Ok, và lý do của video này bởi vì là khi mới skincare các bạn sẽ rất thích các loại treatment nồng độ cao, niacinamide, vitamin C, retinol, tretinoin, rất là nhiều loại đúng không? Nhưng rất là tốn kém. Vậy thì đâu là những nhóm mà cần thiết nhất để bạn chọn lựa khi mới tập tành skincare thì da nó cải thiện nhanh hơn? Cùng tìm hiểu nha. Nhóm số 1 đó là tẩy trang dạng nước. Nếu như công việc bạn quá là phải make up thì mới cân nhắc là dùng thêm cái tẩy trang dạng dầu. Còn lại thì những hoạt động thông thường thì dạng nước là ok rồi. Trên thị trường có quá nhiều loại tẩy trang dạng nước giá rẻ, chỉ dưới 500.000 thôi, thì bác sĩ tin rằng là nó quá rẻ nên là mình không thể thiếu được. Và một cái điều nữa đó là khi các bạn dùng tẩy trang dạng nước, nó có thể thay thế cho sữa rửa mặt vào buổi sáng. Vì khi buổi sáng ngủ dậy da bạn vẫn tiết dầu, da mình vẫn có thể nó không được sạch, thì mình dùng luôn cái tẩy trang dạng nước để làm sạch trong bước đầu skincare buổi sáng. Nên đây là bao siêu thích nhất, đó là phải có tẩy trang dạng nước. Và lưu ý khi tẩy trang, các bạn nhớ rằng là hãy chọn cho mình có loại bông tẩy trang mà có độ dai cao hơn. Nếu mà nó bộ dai thấp quá thì khi bạn lau, bạn rửa thì cái vẩn bông nó vẫn lưu lại trên mặt, thì đây là cái không được sạch lắm. Thì hãy cố gắng là có bông tẩy trang nữa. Loại số 2 đó là sữa rửa mặt. Tại sao sữa mặt lại quan trọng như vậy? Vì vào buổi sáng các bạn có thể dùng theo thứ tự là tẩy trang, sữa mặt A và thêm các bước khác. Nhưng buổi tối thì bắt buộc phải có là tẩy trang này, sữa rửa mặt này, sau đó các bước khác. Thế thì cái bước làm sạch buổi tối là thêm một bước nữa là có sữa rửa mặt. Thế thì nếu như mà không có sữa rửa mặt thì sao? Da mình không được làm sạch thì các bước bôi sau nó không có ý nghĩa lắm. Nhưng mà sữa rửa mặt thì các bạn lại nên chọn cái loại tầm giá bao nhiêu và option như nào cho phù hợp. Thì có một cái điều như sau này, khi bạn da dầu thì hãy nên chọn option là for oily skin. Hãy nhìn trên nhãn nhé, nó sẽ ghi là for oily skin hoặc là for combination skin. Bởi vì là tiếp da dầu thì cần nhất là da mình nó phải giảm tiết được bã nhờn, nó phải sạch nhờn đi. Vì còn cái nhờn bám dính ý, thì da mình nó không được sạch, thì không sạch thì da mình lên mụn đó. Nếu như da khô thì ưu tiên cái option là for oily skin hoặc là gentle touch, hoặc có chữ gentle có nghĩa là dịu nhẹ đấy, thì nó sẽ ok hơn cho bạn da khô. Và cảm giác sau khi rửa mặt thì da dầu mụn phải là cảm giác sạch rít, da khô thì cảm giác nó phải hơi mịn mềm ra. Bước số 3 là serum HA hoặc là toner. Ok, tại sao lại phải có cái serum HA ở bước này? Vì sau khi rửa mặt, đặc biệt là buổi tối, mình dùng hai bước làm sạch là tẩy trang và sữa rửa mặt thì da mình nó rất là khô. Thế nhưng bạn hỏi là em da dầu thì có cần dùng không? Thì đương nhiên là rất là cần. Bởi vì là bình thường cái người thường mà mình không skincare thì da của các bạn nó sẽ có cái lớp dày sừng trên mặt. Đó, thì sờ nó không được nhẵn. Thì chính cái lớp dày sừng này nó cũng sẽ giữ ẩm cho da. Nhưng mà vì bề mặt trên cùng nó sẽ bị thô ráp thôi. Nên là khi mình đã làm sạch da hơn, da mình mịn hơn, thì mình sẽ chấp nhận là da mình sẽ dễ khô hơn so với người thường. Nên là mình phải có cái bước cấp ẩm cho da là vì thế. Thế nên là khi dùng HA thì nó sẽ bù được cái nước mất đi và giữ được cái nước mà sau khi mình rửa xong ấy, nó giữ được cái nước đấy, thì mặt bạn nó sẽ đủ ẩm hơn. Vậy thì cái HA này dùng như nào? Thì sau khi rửa mặt thì các bạn có thể bôi được 5 giọt nhé. Trán này, gò má này, 1, 2, 3, 4, 5, mũi và cằm là 5 giọt là đủ, không cần phải nhiều quá. Còn nếu bạn nào mà dùng nồng độ cao quá thì có thể cân nhắc là mình thoa ít giọt hơn trên nền da ướt thì nó cũng có hiệu quả. Nhưng phần này lưu ý nữa này, các bạn hay bôi cái serum HA ấy, trên nền da quá khô ấy, thì bác sĩ luôn nhắc đi nhắc lại là cách này rất là sai lầm. Vì cái serum hút ẩm, nhiệm vụ của nó là phải giữ được cái nước còn sót lại trên da. Có nghĩa là cái nước mình vừa rửa mặt xong ấy, chứ không phải là lấy nước ở đâu đâu. Các bạn cứ nghĩ rằng là cái HA là serum này nó có đủ nước không? Không phải, nó vẫn chưa đủ. Nó cần thêm nước mà còn ướt trên mặt ấy, thì nó sẽ hydrat hóa tốt hơn. Nên là nếu bôi khi da khô thì mặt cực kỳ rát mà nó còn tạo bọt nữa. Nên là đã thoa là phải thoa trên nền da ẩm nhé. Nhóm số 4 đó là dưỡng ẩm. Thế vừa có cái serum hút ẩm bên trên rồi, tại sao lại phải có dưỡng ẩm bên dưới? Thì lý do chính là gì? Khi các bạn dùng serum HA để hút ẩm thì cái nhiệt độ trên da của mình và nhiệt độ môi trường ấy, nó sẽ làm bay cái hơi nước đi. Thế thì nếu như mà cái HA để hút ẩm mà ở trên mặt mà nước bay đi hết rồi thì mặt mình bị khô hơn. Đây là lý do tại sao mà khi thoa serum HA mà da mình khô và đổ dầu hơn, là vì bạn không có bước dưỡng ẩm phía sau. Nhưng một điều quan trọng nữa đó là đặc biệt vào buổi tối,
khi buổi tối mình có ngủ được không? Các bạn đi ngủ khoảng 7 đến 8 tiếng, các bạn không uống nước thì mà các bạn lại mất nước qua hơi thở, qua mồ hôi. Nên là buổi sáng ngủ dậy thì môi mình rất là khô, họng mình rất là khô, mình cần uống nước là vì thế. Thì da nó cũng tương tự, nó không được cấp nước. Thế nên là mình cấp ẩm cho da trước khi ngủ vào buổi tối. Thì sáng hôm sau ngủ dậy, da mình sẽ giảm, hạn chế tiết bã nhờn. Các bạn cứ thích là giảm tiết bã nhờn thế nào thì đấy, cách đơn giản như vậy. Cung cấp giữ ẩm buổi tối thì buổi sáng ngủ dậy da mình nó sẽ đỡ, nó sẽ giảm tiết bã nhờn. Rất là được một công hai việc. Và điều nữa đó là nó sẽ giúp cho da mình giảm sự lão hóa, vì cấp ẩm là cách dễ nhất để cung cấp cái sự phục hồi cho da, nên không cần thiết phải retinol ngay, giữ ẩm đã, còn lại học đủ cái này thì học retinol sau. Nhóm số 5 đó là kem chống nắng. Chưa cần học những cái loại làm trắng vội mà hãy học cách chọn chống nắng đúng cách, bôi đúng cách đã. Vì sao? Bởi vì là kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ da và hạn chế tác nhân gây ra lão hóa da. Các cụ có câu rồi đúng không? Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bảo vệ da 3 năm nhưng mà thiêu 1 giờ đi ra ngoài ánh nắng. Bởi vì sao? Bởi vì là khi các bạn gặp ánh nắng mặt trời thì cái hàm lượng UV nó sẽ làm cho da bạn bị lão hóa rất là nhanh, tạo ra đốm nâu. Và đặc biệt sắc tố, các bạn nào có tiếp da 3-4 năm ấy, nhất là bắt nắng. Nên là mình học cách dùng chống nắng đúng cách thì da mình nó đã sáng hơn rất nhiều so với việc mình dùng các sản phẩm làm trắng da mà mình không chống nắng. Nên là mà kem chống nắng nó rẻ hơn mà nó còn chống lão hóa nữa, tại sao các bạn không dùng? Các bạn muốn dùng các nhóm sản phẩm chống lão hóa mà lại không bảo vệ da khỏi cái tác nhân gây lão hóa thì làm sao mà da mình tốt được, được không nhỉ? Thì chỉ số chống nắng thì là SPF các bạn chỉ cần thiết là từ 30 trở lên thôi, không cần thiết phải 50. Nếu công việc đi lại nhiều và đi tắm biển thì nên trên 50. Thứ hai là PA thì từ 3 cộng trở lên, còn nếu ra ngoài đường nhiều 4 cộng, đi tắm biển là 4 cộng. Option trên nhãn này, lưu ý da dầu mụn là phải chọn cái loại cho da dầu mụn. Da khô thì loại cho da khô, nhớ đấy. Và da dầu mụn thì thiên hướng option là oil free, là không chứa dầu, for oily skin, for acne prone skin đó. Nhưng mà oil free sẽ an toàn hơn. Điều nữa đó là check các thành phần không gây tắc, nhớ là phải check thành phần. Nếu bạn nào chưa biết cách check thì bác sĩ sẽ có thể chia sẻ trong video tới. Nếu bạn thích hãy comment xuống bên dưới. Và với da khô thì ưu tiên các loại có sẵn dưỡng ẩm, vì các bạn đỡ phải bôi một bước dưỡng ẩm nữa. Còn nếu mà kem chống nắng đó mà nó không đủ ẩm thì mình có thể tăng lên. Nhưng tuy nhiên thì kem chống nắng hóa học thì nó hay bóng da một chút, thì bạn cân nhắc khi lựa chọn. Vật lý thì nó hơi trắng da, còn hóa học thì nó hơi bóng da, thì bạn hãy cân nhắc xem mình nên chọn loại nào. Ok, và trên đây là 5 nhóm các bạn cần phải có khi mới thực hành skincare. Đừng đầu tư nhưng nó mất tiền vội, hãy mua đủ 5 cái nhóm này đã rồi hãy đầu tư sau. Ok, chúc các bạn có làn da đẹp và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.